Một đám cháy rừng đang lan nhanh, thiêu hủy một số nhà cửa và khiến cư dân cùng hàng trăm căn nhà khác phải di tản tại một cộng đồng nhỏ ở vùng núi nằm về phía nam tiểu bang Colorado. Người sống trong hơn 500 căn nhà ở vùng Bellevue Hill phải di tản cả trong ngày thứ hai sang đến chiều tối, với thêm nhiều người khác được khuyến cáo sẵn sàng ra đi nếu cần thiết. Giới hữu trách địa phương cho hay số người bị ảnh hưởng vào khoảng 1.200-1.500 người. Đám cháy vốn đã thiêu rụi ít nhất 7 căn nhà và lan rộng trong khu vực khoảng 4 dặm vuông, khởi sự từ phía trên thị trấn Bellevue Hill vào trưa ngày thứ hai và sau đó lan ra xa lộ tiểu bang Colorado số 78. Giới chức học khu ở Pueblo ra lệnh di tản các trường học, và theo tờ Pueblo Chieftain, một số trẻ em biết rằng khu nhà của họ bị cháy rụi. Một trực thăng chở nước dập lửa được huy động từ thành phố Monument nhưng phải đổi hướng sang phi trường Fremont vì gió mạnh, vốn cũng đang khiến lính cứu hỏa khó định hướng ngọn lửa để ngăn chặn. Gió cũng tiếp tục thổi mạnh đến trong đêm thứ hai, khiến việc đối phó với đám cháy khó khăn hơn. Các giới chức Pueblo County chưa cho biết nguyên nhân của đám cháy rừng nằm cách Pueblo chừng 25 dặm về hướng Tây Nam.